Hello, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel tô tranh trên kênh của mình. Ngày hôm nay mình xin phép được tô một bức tranh, đó là chú Hà Mã đang nhảy múa. Chúng ta cùng bắt đầu đi vào trong quy trình tô tranh ngày hôm nay thôi nhé. Chạy về chữ B và quả bóng này đã được hoàn thành. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem và hết video của mình. Hãy bấm đăng ký và bấm chuông để nhận những thông báo về những video tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Thank you.
Vâng, và mình đã hoàn thành xong cái bức tranh hà mã đang múa thể dục dụng cụ. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé.